This is the Ho Chi Minh Road West, the most secluded national highway in Vietnam, and welcome to the second half of the journey from Hue Ga to Hue Sinh. As you could see in the first video last week, it is a road strongly connected with Vietnam's recent history. All right, more exactly, the Vietnam War. In today's video, we'll start at Chen Thanh Motel, 105 kilometers south of Hue Ga, and about 135 kilometers north of Hue Sinh. Do watch the first part if you haven't, then this video will make a lot more sense. And subscribe to get all the information about riding in Vietnam in the future. Như mình đã nói trong video tuần trước, nó từng là một phần của tuyến đường rừng bí mật được xây dựng để cung cấp cho nó lực chiến tranh giải phóng và nó có vài tên gọi. Một trong những tên gọi phổ biến nhất là đường mòn Hồ Chí Minh. Một mạng lưới các tuyến đường phức tạp, nó chạy dài từ miền Bắc Việt Nam đến miền Nam Việt Nam. Nó cũng qua đất nước Lào và Campuchia. Trong video này, chúng ta khám phá đoạn đường dài 135 km này từ nhà nghỉ Trần Thành, Quảng Bình, đến Hue Sinh, Quảng Trị. Tại Hue Sinh từng có một căn cứ lớn của Mỹ và cũng là nơi diễn ra một trong những trận chiến lớn nhất và dài nhất của cuộc chiến này. Các bạn có thể đến tham quan, mình sẽ sớm kể thêm cho các bạn. For 16 years, from 1959 to 1975, the Ho Chi Minh Trail played a great role completing the mission of providing support to the battlefields of southern Vietnam, contributing to the General Offensive and the Tet Offensive in 1968. In particular, it contributed to the liberation of Saigon in the historic Ho Chi Minh Campaign. The Strategic Transport Force fought in over 2,500 final battles, hunted down nearly 17,000 enemy soldiers, captured 1,200, called on over 10,000 to surrender, shot down 2,455 military aircraft, destroyed tens of thousands of tons of weapons and other war vehicles of the enemy. To achieve this, more than 20,000 cadres, soldiers, and young volunteers sacrificed their lives, nearly 30,000 were injured, and thousands of people were severely affected by Agent Orange. Trải qua hơn 16 năm thực hiện khẩu hiệu đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, cả hệ thống liên tục được mở rộng kéo dài. Với tổng chiều dài gần 17.000 km gồm 5 trục dọc và 21 trục ngang, tạo thành mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy hoàn chỉnh và trở thành biểu tượng đoàn kết chiến đấu của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. The US and their allies conducted way over 100,000 raids and dropped countless bombs on this route. In addition to using conventional bombs and ammunition to intercept means of transport, destroy bridges, oil pipelines, communication systems, etc., the US also used magnetic bombs, laser bombs, and dropped toxic chemicals to destroy trees, cause diseases, and leave extremely dangerous consequences for people. Hoa Kỳ và đồng minh đã huy động lực lượng lớn, tiến hành hàng ngàn cuộc tập kích và cắt đứt hệ thống này trong suốt những năm chiến tranh. Sự tàn phá dữ dội của quân đội Mỹ trên dãy núi Trường Sơn đã đến mức rừng không còn lá, núi đá thành bùn. The journey offers stunning vistas of the Annamite Range, or the Trường Sơn Mountains, and lush green valleys. Riding from Hue Ga, you'll experience winding roads with dramatic mountain views and historical sites. It's ideal for those seeking adventure and a deeper dive into Vietnam's natural beauty. Đoạn đường từ Hue Ga đến Hue Sinh mang đến vẻ đẹp thực sự và ý nghĩa lịch sử. Đoạn đường này cung cấp sự kết hợp giữa đường núi và cảnh quan nông thôn. Với những con đường quanh co và một số đoạn đường đầy thử thách, hãy giữ máy ảnh của bạn trong tầm tay để chụp ảnh những cảnh quan ngoạn mục. The road can be rugged and winding, so it's essential to be prepared for some rough patches.
Ensure your vehicle is in good condition and that you're comfortable with challenging driving conditions. The quality of the Ho Chi Minh Road West, or QL15, varies. Some areas, especially in more remote or mountainous regions, may be rougher. Đường có thể hẹp, quanh co và đôi khi là sỏi hoặc đất. Hãy đảm bảo xe của bạn phù hợp với các địa hình có khả năng gồ ghề và hay thay đổi. Kiểm tra lốp và phanh, thận trọng trên các đoạn quanh co và ít được bảo trì và điều chỉnh tốc độ của bạn cho phù hợp. Giao thông trên đường Hồ Chí Minh Tây, quốc lộ 15, nhìn chung nhẹ so với các xa lộ chính và khu vực đô thị. The weather can vary greatly depending on the season. The rainy season from May to October can bring temperatures of 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius and can make roads slippery and more difficult to navigate. Road conditions can also worsen with mudslides or flooding affecting the ride. There are frequent heavy rains and high humidity. Expect occasional muddy roads, especially in mountainous sections. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 mang lại điều kiện trong lành hơn cho chuyến đi. Nhiệt độ có thể ấm đến nóng từ 20 đến 30 độ C, mặc dù điều này không xảy ra trong chuyến đi của mình này. Hơi mát quá. Use a reliable map or GPS as signal can be sparse in remote areas. Travel with a companion if possible and inform someone of your route and expected arrival time. Carry essentials like water, snacks, and maybe a basic first aid kit. Hãy đổ xăng tại trạm xăng cách nhà nghỉ Trần Thành 100m về phía nam. Bạn sẽ rất cần nó. Hãy đảm bảo xe của bạn có thể đi được 135km với một bình xăng. Nếu hết xăng, hãy hỏi người dân địa phương trong các làng. Người dân thường có bán xăng. Hãy tận hưởng chuyến đi của bạn. Đây là một hành trình vừa mang đến vẻ đẹp thiên nhiên, vừa có cái nhìn thoáng qua về lịch sử phong phú của Việt Nam. Khe Sanh Town is the capital of Hương Hoa District, located in the west of Quang Tri Province. The area was considered strategic for all intentions. The US and the Saigon government paid special attention to Khe Sanh and considered this place as an anchor of the entire strategic defense system south of the demilitarized zone. Vì vậy, quân đội Hoa Kỳ tập trung xây dựng căn cứ địa mà họ cho là bất khả chiến bại với quân số hơn 45.000 người và coi đây là một trong những con mắt thần của hàng rào điện tử McNamara. Phòng tuyến rất kiên cố mà địch đã dàn trải từ cửa Việt đến Lao Bảo nhằm ngăn chặn cắt đứt sự chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến rộng lớn ở miền Nam. According to the operational plan approved by the Politburo in December 1967, the general offensive and uprising took place on the occasion of Tet, the Vietnamese Lunar New Year, in 1968, including two main attacks aimed at two different strategic directions. This is historically known as the Tet Offensive, and it essentially helped de-escalate the war. Đợt tiến công đầu tiên do lực lượng chủ lực tập trung vào đường chính và chiến trường Khe Sanh phía Bắc Quảng Trị nhằm kéo phần lớn lực lượng cơ động của địch ra vành đai ngoài, tiến hành nhiệm vụ nghi binh, đồng thời tổ chức tiến công tiêu diệt quy mô lớn, phá vỡ chiến lược quân sự tìm diệt của Mỹ. Đợt tiến công thứ hai là tổng hợp đánh vào các khu vực đô thị, nơi đặt sở chỉ huy và căn cứ hậu phương an toàn của địch, giành thắng lợi quyết định, buộc Mỹ phải bắt đầu đàm phán kết thúc chiến tranh. On the night of the 20th of January and early morning of the 21st of January 1968, the North Vietnamese troops opened fire at the Khe Sanh base and the entire Route 9 defense line of the US and South Vietnamese Army,
opening a fierce confrontation that lasted throughout the spring and summer of 1968. Immediately, the U.S. Military Assistance Command in Vietnam, MACV, concentrated its forces and bombs to deal with this. At its peak, the U.S. concentrated 40% of their mobile forces on the front line, making the war situation there like a very strong magnet, attracting the attention of the entire American government, media agencies, and the majority of the American people. Khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mặt trận đường chín Khe Sanh, vào đêm giao thừa và đêm mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày 30 và 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân miền Bắc bất ngờ mở hàng loạt cuộc tấn công đồng loạt vào các thành phố trên khắp miền Nam, đánh thẳng vào sở chỉ huy của địch khiến Mỹ và chính quyền Sài Gòn sửng sốt. Former U.S. Secretary of State Henry Kissinger later commented, "Hanoi played bullfighting, luring the fierce American bull to the outer ring and then using their military forces to suddenly attack all the inner cities where the U.S. was vulnerable, leaving the U.S. command unable to react in time." Trong khi đó, trận chiến vẫn diễn ra một cách ác liệt tại mặt trận đường chín Khe Sanh. Chỉ tính riêng từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 1968, Mỹ đã sử dụng 24.000 máy bay chiến thuật, 2.700 máy bay chiến lược B-52, thả hơn 100.000 tấn bom và đạn xuống khu vực Khe Sanh, chưa kể số lượng máy bay vận tải tiếp tế cho các căn cứ. Pháo binh địch cũng bắn hơn 100.000 quả đạn pháo, tạo nên màn phô diễn hỏa lực lớn nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại. However, the enemy was still attacked and surrounded by the North Vietnamese Army. Due to heavy defeats on the battlefield and fierce reactions from the public, the U.S. government was forced to find a way to de-escalate the war. On the 31st of March 1968, President Lyndon Johnson announced an end to the bombing of the North from the 20th parallel in North Vietnam and was ready to send representatives to negotiate directly with the government of North Vietnam to discuss ending the war. On the 26th of June 1968, facing great difficulties and losses, the U.S. announced their withdrawal from Khe Sanh base and many important strongholds on the Route 9 defense line. Sau 170 ngày đêm chiến đấu liên tục trong điều kiện vô cùng khó khăn, quân đội miền Bắc đã giành được quyền kiểm soát khu vực này. Hãng thông tấn Reuters ngày 2 tháng 7 năm 1968 đã đưa tin Khe Sanh được ghi vào lịch sử chiến tranh Mỹ ở Việt Nam là nơi phải trả giá đắt nhất bằng máu. It's Tết again! Although I do not recommend riding in the dark on the highway around here, and that's one of my riding principles, we were kind of forced by the circumstances. No other homestays before this little town. We arrived at Mường A Lưới homestay a little after 6 p.m. Ce ți-a intrat? Țânțari în casă. Țânțari? Nu știu dacă sunt țânțari, dar sunt musculițe, insecte, da? Am avut musculițe o perioadă și acum, la ultimele 2 semestri, am auzit sunetul ăla. Maybe I do love you. These young men sat down around the fire and sang karaoke until 4 a.m. You were always on my mind. You were always on my mind. Thank you for watching. Please remember to subscribe to my channel and I'll see you next Friday. Until then,
All right, safe. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.